đường đi qua bên nhà tù à. Trời, cây gió mát hơn. Cây này cây cổ thụ. Đây bằng lăng hả? Cây bằng lăng mấy chục năm á. Thưa nha. Mấy cô đi qua bên đường. Mình 50 ngàn cũng không quen. Hả? Đến năm mấy? Ăn 20 người cũng được 2,5 triệu. Chạy Phú Hải. Chạy Phú Hải nha. Ở trước đó, hả? Chạy Phú Hải nha. Không ơi. Chạy Phú Hải. Tí nữa là chúng ta cửa này. Bây giờ vô. Vô Phú Hải. Ngồi băng ghế đá kìa chị. Ờ, báo thầy nhé. Ok chị. Ngồi băng ghế đá đi, đợi em nha. Mà mất là em tìm mà không được đâu đó. Chưa. Chưa ở đây mà chưa. Em nói nghe nè, ở đây mà chưa được lỗ hiếu lỗ cho rồi có bà hai mới đi vô, từ từ mới đi vô đây và đi khắp đoàn á. Phòng một đây là trong cái nhà tù này cả nhà ơi, mình coi cho cả nhà coi nhé hả. Nhà tù. Trại giam Phú Hải. Có không? Có, hả? Đó, trong nhà tù. Đó, đây là quán gai à. Quán gai cho. Ồ, các bạn. Còn chúng ta đi chính giữa phòng 2. Phòng 2 nè. Phòng 2. Có người không? Có không? Không có người nhưng mà có cái ở đây cái này là một cái di tích mà. Di tích. Di tích thì người ta phải làm y như quầy Phú Quốc á. Làm tượng cho biểu tượng gì đó. Không có tượng gì hết. Phòng 3 nè. Phòng 3. Không có tượng. Nó phải là phải làm cái sự tích là thiền y như Phú Quốc nó mới hấp dẫn. Dòng nó mới sinh động. Đúng rồi, mới sinh động, mới sợ. Bây giờ mình thấy là mình chỉ thấy hiện tại thôi, còn người thì không có. Cái này nhốt chung cũng vui, cũng nói chuyện được. Phòng 4. Ở bên kia mới giữ. Về Côn Đảo gì đâu có giữ bằng Phú Quốc. Nó nằm ngoài trời phải không? Bức tượng ngoài trời. Không mà đi qua mé bên này thôi.
Phòng 5. Nhớ về nhà đi mẫu nó phải cho tao về. Đây nè, đây nè. Thằng đó nó dễ, nó lớn lên nó cũng bằng được cái gì hết không. Mấy đứa mà nó đánh lợi là mấy đứa nó mà nó nhà tù bên đó nữa hả? Dẫn nấu cơm cho tù ăn. Ừ, chỗ nấu cơm cho tù ăn. Rồi, ừ, khổ dữ lắm, mấy ngàn người trong này nè. Khu, khu đạp đá, khổ sai. Đạp đá Phương Đảo. 1908, cụ Phan Kim đã bị phạt lao động, khổ sai. Có dấu dòng nội lừng lẫy làm cho lỡ núi non, sách búa đánh tan năm bãi đóng, ra tay đập gỡ mấy trăm hòn, tháng ngày bao quảng thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son, những kẻ nhá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện con Phan Kim Tinh, khu đập đá khổ sai. Tường nơi đây thực dân Pháp dùng để đài ải người tù lao động, để xa đánh giá tại tổ. Sao giờ đi qua bển? Đây nhà tù nè, mỗi một người nè. Đây nè, đây nhà tù nè, mỗi một người vậy. Ừ. Có hình kìa. Đó. Hình quay. Ừ. Bao nhiêu người nhốt vô đây nè. Coi đây nè. Đã giam 63 người. Kêu anh bảy lại ra đây. Đấu tranh chấm ngày lao động cộng đồng. Giờ hai là cái chú ở đây rồi. Là sinh số 15. Kéo giá còn thôi nè, giá hết tổng còn nè. Đưa con gà là đưa cơm vô. Nghe cháu đưa cơm. Đám tre đã chết ngạt lại. Đây còn nè. Bây giờ mình vô mình quay nó hả cho. Để mình coi nha.
Ở chỗ đưa cơm vô. Ui sợ quá. Như có người thật. Những cái khăn mà